Những ngày gần đây thì người dân sống dọc đường Nguyễn Trãi ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội và bất kỳ ai đi bộ trên tuyến đường này có thể dễ dàng nhận ra một điểm khá bất thường, đó là vạch vôi phân chia vỉa hè tại đây không đi theo đường thẳng mà lại theo hình rích rắc. Trao đổi với phóng viên Chào Buổi Tối về cách kẻ vạch kỳ lạ này thì đại diện ở quận Thanh Xuân khẳng định đã làm đúng theo quyết định của thành phố Hà Nội. Đoạn vạch vôi hình rích rắc này kéo dài khoảng 500m, bắt đầu từ số nhà 228 đến số nhà 280 đường Nguyễn Trãi. Đây là đoạn mà nhà dân không thẳng hàng, nơi thò nơi thụt, là hệ lụy của việc xây dựng trước đó để lại. Do đó phường Thanh Xuân Trung đã lấy mốc 2m từ bậc thềm nhà dân trở ra để kẻ vạch làm nơi đỗ xe máy, phần còn lại dành cho người đi bộ. Trước câu hỏi vì sao không căng dây kẻ theo tim đường mà lại kẻ theo nhà dân, đại diện quận Thanh Xuân khẳng định đã làm đúng theo quyết định 17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, phương tiện phải xếp thành hàng, quay đầu xe vào trong cách đường nhà dân 0,2m. Tại những khu vực để xe không được cắm cọc, trăng dây, không cản trở lối đi dành cho người đi bộ. Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m. Tuy nhiên, cách làm máy móc đã khiến cả đoạn đường khá lộn xộn và mất mỹ quan.